Vì vậy lười đi qua phố, đi bộ xuống dưới Thanh Hải uống cà phê gần nhà. Dưới đây thì không khí không có bằng ở bên cái đường Lê Duẩn. Bên Lê Duẩn hoặc là Nguyễn Tất Thành rất là nhộn nhịp, còn ở đây cũng tấp nập nhưng mà hoa ít lắm. Phố xa với Thanh Hải này, hoa hình như là tập trung ở bên mấy cái trục đường lớn hết rồi. Đây thì hơi vắng. Nào mà lười đi qua bên kia thì đi bộ ở cà phê gần nhà đi. Dưới đây thì ít thấy không khí Tết ha, nhìn rất là vắng vẻ, hoa thì ít. Đây cũng có cái cà phê này. Rồi rồi. Tóc cũng còn hoạt động. Trước Noel thì họ trang trí đây, họ có cái nhà thiết kế cũng rất hay, dây leo phủ kính. Vẽ tập cá rất là đẹp. Đây là sớm nhà mình, sớm nhà của Vũ đây.